chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 25 tháng 1, tức là mùng 1 Tết Canh Tý của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Nhân dịp đầu xuân mới, chúng tôi xin được gửi tới quý vị lời chúc một năm mới an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý. Thưa quý vị, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, khu vực Bắc Bộ sẽ đón nhận những cơn mưa do ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc kết hợp với quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao. Trong đó có nơi xảy ra mưa với lượng khá. Cùng với mưa là quá trình giảm nhiệt. Mặc dù nền nhiệt giảm mạnh, trời rét, thậm chí là rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày Tết sẽ phần nào làm gián đoạn các hoạt động du xuân của quý vị. Nhưng hy vọng những cơn mưa ngay trong ngày đầu tiên của năm mới cũng sẽ mang lại may mắn cho mỗi chúng ta. Không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung của nước ta. Dự báo từ gần sáng và sáng hôm nay, mưa sẽ xảy ra ở Thanh Hóa và Nghệ An, sau đó lan xuống các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân, thậm chí là khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi cũng có mưa rải rác. Cùng với đó, nền nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trời rét, từ ngày mai sẽ chuyển rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cũng giảm mạnh, trời rét đến se lạnh. Trong khi đó, khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, thời tiết không có sự biến động đáng kể. Trời không mưa, ngày có nắng, nền nhiệt cao nhất ngày tiếp tục ở mức từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày Tết với tình trạng nắng nhiều và có nền nhiệt cao nhất trên cả nước, khi nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ thì có nơi trên ngưỡng 34 độ. Khu vực Tây Nguyên trời cũng không mưa, ngày có nắng, nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực nên thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020 cũng sẽ có tiết trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao và có mưa cùng nền nhiệt giảm mạnh. Sáng sớm nay, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ ở khoảng ngưỡng 15 độ, đến trưa chiều thì nhiệt độ cao nhất ở khoảng 19 độ, nhưng càng về chiều và tối thì nhiệt độ càng giảm mạnh và đến đêm nay thì trời sẽ rét sâu khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng 15 độ. Nhận định trong một vài ngày tới, nhiệt độ còn tiếp tục giảm thêm, trời rét đậm, nên quý vị lưu ý sử dụng trang phục ấm áp khi du xuân để bảo đảm sức khỏe trước những thay đổi của thời tiết. Cùng chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía đông dãy Hoàng Liên Sơn, không khí lạnh cũng gây mưa và làm giảm nhiệt độ mạnh mẽ ở thành phố Cảng Hải Phòng trong ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, với mức nhiệt từ sáng đến trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 15 đến 19 độ. Đến tối và đêm thì nền nhiệt sẽ còn giảm thêm và tình trạng rét đậm trong những ngày Tết sẽ phần nào làm gián đoạn các hoạt động vui chơi đón xuân của người dân. Không chỉ trong đất liền mà không khí lạnh cũng khiến cho gió đông bắc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên mức cấp 6, biển động gây khó khăn cho các hoạt động du lịch biển đảo cũng như các chuyến ra khơi trong ngày đầu năm mới của bà con ngư dân. Không có sự khác biệt đáng kể so với thủ đô Hà Nội hay là thành phố Cảng Hải Phòng. Ngày hôm nay, thành phố Trung Du, Bắc Bộ, Việt Trì, trời cũng nhiều mây, có mưa và rét, với nhiệt độ thấp nhất trong tối đến đêm nay cũng giảm xuống dưới ngưỡng 15 độ. Dự báo xu thế giảm nhiệt cũng sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, nên thời tiết cũng ảnh hưởng đến các hoạt động vui xuân, chúc Tết của người dân cũng như du khách khi viếng thăm di tích Vua Hùng ở miền đất Tổ. Sáng sớm nay, thời tiết ở thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng vẫn ổn định, trời nhiều mây với mức nhiệt ở khoảng 21 độ. Đến gần trưa, trời có nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên khoảng 27 độ. Mức nhiệt rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi chào đón năm mới của người dân cũng như du khách. Từ chiều và tối nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc nên trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và nhiệt độ giảm dần, trời chuyển lạnh. Thành phố biển Nha Trang hôm nay và cả những ngày Tết sắp tới có thời tiết khá đẹp, trời ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhẹ thoáng qua vào sáng sớm. Còn trong ngày thì có nắng với nền nhiệt độ và độ ẩm vừa phải. Biên độ nhiệt ngày đêm sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 28 độ. Cùng với đó là gió biển thổi nhẹ nên đây cũng là nơi có tiết trời thuận lợi cho các hoạt động vui xuân chào đón năm mới. Xuống đến thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ nói chung, trời có nắng từ sáng đến chiều muộn, nhiệt độ tăng cao vào trưa chiều nên có cảm giác khá nóng, với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều vào khoảng từ 33 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.